Xin chào các bạn, tôi đang mặc trên mình là chiếc áo của Trùm Cuối, một mẫu áo mới, áo mi, cầm mồm và lấy tiền của tao. Phải nói với các bạn là mặc áo của Trùm Cuối thì như vua mặc lăng bào, người mù nhìn vào còn thấy chói mắt. Mặc ra ngoài đường, trời đang nắng gắt, phải đổ mưa, từ buổi trưa biến thành buổi sáng mà ai đang đau háng thì vẫn chạy những ủ sàn bồm. Mấy thằng lồm cồm mặc vào trông như thủ tướng, mà không những sướng mà lại còn sang, điệp viên hài mang mặc vào tìm được chân lý. Quý bị mặc thì đến đỉnh xã hội, bao nhiêu tội mặc vào được xá hết. Mặc Tết cũng như ngày thường vẫn cứ là hay. Người ăn chay mặc vào thì thấy thèm thịt, mặc trong lúc thì mãi không ra. Đến cả ma còn phải sống dậy để mua áo. Mặc vào nhà báo hết nói láo mà thằng nghiện thì bỗng hoàn lương, bao cô nương phải ngước mắt nhìn. Đặc biệt tháng này chúng tôi có đại khuyến mãi. Đại khuyến mãi nhá. Tức là sao? Tức là mỗi đơn hàng trên 500.000 sẽ được tặng ngẫu nhiên một áo thun, thêm vào đó là được free ship và hoàn xu. Ôi không, tự thấy lạnh quá. Không sao, vì chúng tôi đã có sweater và hoodie. Ô, hút đi, không có hình gì này. Tưởng thấy đúng không? Không, hình thế này. Nhưng mà không chỉ có mẫu này mà mẫu mã cũng cực kỳ đa dạng cho bạn lựa chọn. Ngoài ra thì chúng tôi còn có bán những mẫu áo polo trơn. Và cái này thì vẫn bán nhé. Ảnh League of Legends này, lấy điện thoại này, Horizon này. Nói chung là trên shop nhiều hình đẹp lắm, nên xem đi. Đây, chúng tôi còn áo polo. Áo polo mặc vào trông lịch sự. Đi làm, đi học, đi chơi, thoải mái hết. Không buồn để phí. Link mua hàng ở phần mô tả và bình luận. À, người chơi điện tử vừa mới lập kênh mới, tên là Mì Tôm Hai Trứng. Anh em ghé qua rồi ấn sub để đón chờ những content về game mới thật thú vị nhé. Link kênh ở dưới phần mô tả. Video này không nhằm phân biệt bất cứ vùng miền, tỉnh thành nào. Trừ bọn thầy... Ơ, anh Bắc đang làm gì đấy? À, Bắc kỳ chó. Ơ, anh Nam, Nam làm gì đấy? À, Nam kỳ chó. Phân biệt là một cơ chế giúp con người sống sót. Chúng ta cần phân biệt cái gì nên hay không nên cho vào mồm, phân biệt đúng sai hay dở, kênh nào nên xem hay lối sống nào hợp lý. Nhưng mà có một thứ phân biệt cực kỳ sai, động tới giá trị cốt lõi, làm lung lay nền móng của xã hội, ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng triệu người. Phân biệt hai loại mất nhãn. Nhưng mà video hôm nay là về phân biệt vùng miền. Về định nghĩa, phân biệt vùng miền là hành vi sử dụng lời nói, văn bản hay là bất cứ phương thức nào khác với mục đích chê bai, miệt thị những người đến từ một khu vực nhất định dựa theo các nét đặc trưng của vùng đó, từ cách chửi bậy. Ôi giời ạ! Người miền Bắc thì tiếng chửi có phần đanh, có lực và nhiều lúc tỏ ra một cái sự hơi vô học, gia trưởng. Thằng bom man, à nhầm. Còn người miền Nam thì tiếng chửi có phần dễ thương, nghe chửi nặng mà cứ như đùa. Còn người Hải Phòng thì nên dùng sản phẩm của The New Things với đầy đủ từ assault rifle, pistol đến shotgun. Sản phẩm mô phỏng chính xác từng góc cạnh của phiên bản súng thật và hoàn toàn cơ học. Việc lắp ráp hoàn toàn không sử dụng keo hay bất kỳ chất phụ gia nào. Hơn cả thế, sản phẩm của The New Things có thể bắn đạn thật. Tất nhiên là không đau, không bầm tím, không gây sát thương. Như thao cầm thấy ngầu vãi, dí thằng nào thằng ấy phải rén. Nó cũng là một món trang trí tuyệt vời cho căn phòng hoặc bàn làm việc. Thậm chí bạn có thể mua bản chưa lắp ráp để trải nghiệm 6 đến 8 tiếng mày mò từng bộ phận, hoặc là mua bản đã hoàn thiện để làm món quà cho người thân. Link mua hàng ở phần bình luận. Cách phát âm cũng thể hiện sự khác biệt. Mấy bạn Quảng Nam thì đi xe đạp thay vì đi xe đạp. Mấy anh em Phú Yên thì không ăn rau mà ăn rêu. Người Thanh Hóa thì đi đứng không cẩn thận vì cứ ngã là hỏi, như là em bị ngã, hoặc là nước này bị loãng, hoặc là... Ê, biết tại sao jacket giao thừa không? Vì không muốn mất đi năm cũ. Trong Nam mình thường có kiểu đọc tắt. Khi mà muốn mời mẹ ăn đậu thì người miền Nam sẽ nói là đậu má. Khi mà mời má ăn rau thì người miền Nam biến thành người Thanh Hóa. Miền Bắc thì cũng có kiểu đọc tắt kiểu là em cô, chào bác. Con gà miền Bắc thì kêu chiếp chiếp, con gà miền Trung thì kêu chiếp chiếp, con gà miền Nam thì pick ra xua rồi kêu 20GG. Tuy nhiên những điều này thì tạo ra những nét thú vị của mỗi vùng. Trừ khi bạn đang lâm trận và chào âu, đế quá, em ra, thì thôi, hơi tắt nứng. Sự khác biệt tiếp theo là về đặc điểm của mỗi vùng, như kiểu là dân Lâm Đồng thì cưỡi voi đi học, nhà sàn Lai Châu thì không có điện, hoặc là người miền Tây đi cùng tõm. Giống như giọng nói, sự khác biệt ở trên làm đa dạng văn hóa quốc gia và chỉ là thứ mà người ta lôi ra chửi nhau mỗi lần phân biệt vùng miền. Nguyên nhân chính dẫn đến cái việc phân biệt là những thói quen, tính cách của một bộ phận trong khu vực đó. Dĩ nhiên là thói quen xấu, còn thói quen tốt thì người ta thường lấy ra khen, như là người Bắc Ninh thì khéo léo, buôn bán giỏi, người Nghệ An thì học giỏi. Còn người Thanh Hóa thì những tính xấu thì sẽ trở thành định kiến mỗi khi nhắc tới. Người ta sẽ đánh đồng, quy chụp cả khu vực đó có tính xấu như vậy. Phân biệt vùng miền thì cũng có nhiều cấp độ dựa trên phạm vi lãnh thổ của thằng phân biệt. Xếp hạng cao nhất là phân biệt theo vùng miền, như kiểu là người miền Bắc thì thường bị nói là gia trưởng, giáo điều, cứng nhắc. Người miền Trung thì tính toán chi ly, keo kiệt. Người miền Nam thì ăn chơi phung phí. Tiếp theo là phân biệt dân tộc Kinh với 53 dân tộc còn lại, như là cô gái Hơ Mông bên bếp lửa, chàng trai Mường Tè bên gốc cây. Tiếp theo là sự phân biệt đến từng tỉnh, như là Thanh Hóa thì ăn rau má phá đường tàu, dân Nam Định thì hai ngón ăn trộm, Bình Thuận thì phá phách, gái miền Tây thì Ngọc Trinh, Hải Phòng thì giang hồ đánh đá,
cá gỗ Nghệ An. Tiếp theo là phân biệt người thành phố lớn và dân tỉnh lẻ. Việt Nam thì có 63 tỉnh thành, trừ Hà Nội ra thì đâu cũng là tỉnh lẻ. Nhỏ nhất là phân biệt nội và ngoại thành, kiểu Hà Nội 1, Hà Nội 2, 3, 4, 5. Phân biệt vùng miền thì thường gắn liền với định kiến. Định kiến là quan điểm cá nhân một chiều đưa ra khi mà chưa có đầy đủ thông tin liên quan và thường là tiêu cực. Định kiến thì có nhiều cách để hình thành. Nguyên nhân chính thì là do tiếp nhận không đầy đủ thông tin. Ví dụ như là TV thường hay đưa tin về người dân tộc vùng núi khó khăn và nghèo đói, không có điều kiện học hành. Hình thành nên tư duy quán tính của chúng ta là người dân tộc thì dân trí thấp và nghèo. Điều này là sai, mặc dù thỉnh thoảng có vài ông lên TikTok lắc đầu chào mọi người chứng minh điều này là đúng. Nhiều người bạn dân tộc của tôi thì đi chăn bò và chăn ngựa thật, nhưng mà là bò này với ngựa này. Những cái sự phân biệt nói trên là sự hình thành một cách thụ động. Một cách hình thành khác chủ động hơn theo suy nghĩ của tôi là như này. Đầu tiên thì quê hương là gốc gác của một con người, là môi trường nuôi dưỡng tính cách thời ấu thơ. Thế nên là chúng ta nhiều hay ít thì thường có nét tính cách đặc trưng gì đó của quê hương. Ví dụ người ở quê thì thường chân chất nông dân, người miền núi thì ngây thơ xuề xòa, người thành phố lớn thì gian trá lươn khươn. Khi ngồi uống rượu làm quen với nhau thì chén đầu là đồng khởi, chén thứ hai là hỏi thăm tên họ, chén thứ ba hỏi quê đâu. Mà tên tuổi lúc say rượu thì có ai mà nhớ được. Cho nên là quê quán là thứ thường để lại dấu ấn đầu tiên và trở thành cách gọi hay cho tên. Như kiểu là cái ông người Lạng Sơn đúng không? Hay là ôi nhớ rồi, cái hôm trước ngồi cạnh ông Nam Định như thế. Nó giống như kiểu bọn trẻ con hay gọi tên bạn bè kèm theo tên phụ huynh. Khi ra ngoài xã hội và đặc biệt là ra khỏi địa phương thì một người mang theo cả bộ mặt quê hương của mình. Thế nên là khi gặp một người tệ thì chúng ta sẽ thường nhận định là nó là như thế vì quê quán nó thế. Nếu mà đưa cho bạn một tờ giấy trắng bị le mực thì chúng ta thường chú ý đến vết mực đen, bởi vì con người thường có thói quen là chỉ chú ý những sai sót, nhược điểm và đưa ra những lời nhận xét phiến diện là tờ giấy bị bẩn. Cũng như là gặp một số người tệ và quy chụp cho cả quê hương họ tệ. Nhận định chủ quan này truyền từ người này qua người khác và trở thành một cái định kiến, thành kiến, che đi cái nhìn công bằng. Điều này có thể gây ra những cuộc cãi vã, giống như video Hà Nội mà Vui Vẻ đăng lần trước. Cũng có những comment tranh cãi xem là Hà Nội và Sài Gòn thì nơi nào đáng sống hơn bằng cách hạ nhục đối thủ. Những cuộc cãi vã như này thì xảy ra thường xuyên trên mạng xã hội, xong rồi cuối cùng kiểu gì cũng lao thang sang chửi bố mẹ nhau. Tất nhiên là nó chỉ đem lại sự khó chịu cho người đọc, người xem và người có quê bị nhắc đến. Sự khó chịu này thì đối với một số người là bình thường, nhưng mà với một đứa sinh viên chân ướt chân ráo đi học là một cái sự tự ti, là một sự bắt nạt tinh thần. Với một người con xa xứ đi tìm kiếm công ăn việc làm là một sự vất vả khi bị từ chối chỉ vì quê hương của mình. Đối với những người tỏ ra phân biệt vùng miền thì chỉ thể hiện sự cố chấp, ích kỷ của bản thân, khiến người khác nhìn vào bạn là một kẻ thượng đẳng, chê bai. Đơn giản là mất đi cơ hội làm quen những người bạn mới, tìm hiểu những văn hóa khác nhau của mỗi vùng miền. Chúng ta không nên chỉ nhìn vào phần bẩn để miêu tả cả tờ giấy. Việc có một số người xấu thì không thể quy chụp là quê hương của họ tệ, càng không phải là người nào ở đó thì cũng mắc tật xấu đó. Đấy là quy chụp và vơ đũa cả nắm. Một số vùng có tốt đẹp đến đâu thì cũng sẽ lòi ra mấy đứa chỉ cần thở thôi là bạn muốn nó bay màu. Đến chung thành phố người ta còn ganh đua là man xanh, man đỏ, London xanh, London đỏ. Nói gì đến những khu vực mà có biên giới không tên. Tất nhiên là không có lửa thì làm sao có khói. Không tự nhiên là người ta lại bảo là dân chỗ này thế này, dân chỗ khác thế kia. Định kiến cũng là một góc nhìn, là kinh nghiệm được đúc kết ra của cha ông ta hàng trăm hàng nghìn năm. Chúng ta cũng nên coi những ý kiến đó là tham khảo để bảo vệ bản thân trước những người ngoài xã hội, vì khá là nhiều người chỉ muốn lợi dụng tranh bắt bữa cơm của bạn. Chúng ta cùng sinh sống trong một đất nước tự hào mang trong mình dòng máu đỏ da vàng, con rồng cháu tiên. Ba miền thì cũng chỉ là tên một thùng mì, 3-6 thì là tỷ số giữa MU và Man City. Sự độc đáo của từng vùng miền mới tạo nên một Việt Nam thú vị, và hãy dành cho nhau những sự tôn trọng và cái nhìn công tâm nhất. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký cho Vui Vẻ, The Reviewer, người chơi điện tử, người chơi đồ, người tối cổ, nhìn đồng thối tai, nhìn đồng mất não, hay phết mì tôm hai trứng để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.